Chuyển sang một số nội dung đáng quan tâm khác. Hiện nay trên một số trang mạng xã hội, tình trạng cần sa, anh túc đang được giao bán một cách công khai. Chỉ cần gõ từ khóa, các đối tượng có nhu cầu sẽ dễ dàng khảo giá đặt mua hàng cấm mà không mấy khó khăn. Đáng lo ngại là khi mà khách hàng yêu cầu hàng sẽ được nhận chuyển đến mọi tỉnh thành thông qua dịch vụ vận chuyển. Trên một số trang mạng, từ hoa thân cho đến hạt gieo mầm của cần sa hay anh túc đều được giao bán. Chi phí dao động từ vài trăm nghìn cho tới hàng triệu đồng, tùy theo số lượng. Các sản phẩm này bao gồm cả quả khô, quả tươi và nguyên cây buộc thành từng bó. Điều đáng nói, những người đang bán còn bỏ thêm tiền chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác. Tại Việt Nam, việc trồng, tàng trữ cũng như mua bán vận chuyển cây cần sa đã bị pháp luật nghiêm cấm từ lâu. Người vi phạm các quy định về pháp luật có thể bị xử lý theo luật hình sự. Điều 21 Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định, người trồng cây cần sa với số lượng nhỏ dưới 500 cây và vi phạm lần đầu sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 đến 5 triệu đồng. Nếu tăng vật lớn hơn 500 cây, cá nhân vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 247 Bộ Luật Hình sự. Mức phạt gồm phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn hành vi trồng từ 3.000 cây thuốc phiện trở lên sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Ngày nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Làm thế nào để giúp cho người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển hiện nay? Đây chính là chủ đề được đặt ra trong hội thảo khoa học thông tin truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức sáng nay ngày 16 tháng 5. Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc. Chỉ tính riêng quý 1 năm 2023, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 28.000 vụ vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, hơn 200 vụ đã bị khởi tố. Đề dẫn số vụ vi phạm trong quý 1 đầu năm, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng việc cần có các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong bối cảnh hiện nay là rất cấp thiết. Các đồng chí biết rằng là đối với quốc tế thì cái việc này là cái việc mà đương nhiên đây là một khâu tất yếu của một sản bất kỳ sản phẩm nào mà lưu thông trên thị trường. Ở chúng ta thì chậm hơn một chút, tức là từ khi tôi nhớ là từ khi bắt đầu Thủ tướng có cái chủ trương dán tem ở trên các nông sản rồi thịt heo, và đặc biệt là khi thực hiện cái đề án 100. Và đối với cơ quan quản lý nhà nước thì đây cũng là một cái mà để các cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn, rồi từ đấy hoạch định các chính sách liên quan đến cái việc đảm bảo cái chất lượng sản phẩm. Tại Việt Nam, truy xuất nguồn gốc mới được quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Theo lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, trước đây, nhu cầu truy xuất nguồn gốc chủ yếu là nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nhu cầu này đã thay đổi khi chính người dân cũng đã khắt khe hơn trong việc tiêu dùng. Như chúng ta thấy, hàng gian, hàng giả, hàng nhái, chúng ta có nói là gọi là hàng từ hàng kém chất lượng, thì có vẻ như ngày càng tràn lan hơn, thì mới đặt ra cái yêu cầu cần phải người tiêu dùng mong muốn được hơn là để nắm bắt được cả cái cách thức truy xuất nguồn gốc và hiểu rõ hơn cái quá trình truy xuất nguồn gốc cũng như là cái tính minh bạch của sản phẩm hàng hóa. Hiểu rõ được nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng đã nghiên cứu và cho ra đời các giải pháp truy xuất nguồn gốc công nghệ cao. Không chỉ đơn giản là dán tem truy xuất hay mã QR code, công nghệ tem có gắn chip giờ đây được cho là xu hướng tối ưu, mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Tại hội thảo, các doanh nghiệp cũng đã trình diễn các giải pháp công nghệ truy xuất tiên tiến hiện đại và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ các nhà khoa học cũng như khách mời tham gia. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, vùng áp thấp nóng phía Tây đang tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo ngày mai, ngày 17 tháng 5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 đến 38 độ và có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 55%.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 60%. Cảnh báo từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 5 ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 36 đến 38 độ và có nơi trên 39 độ. Ngày 18 tháng 5 ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ và có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 65%. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam là cấp 4 đến cấp 5 và sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4 và sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Thưa quý vị, thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh thán thư trên dưa leo phát sinh gây hại. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trừ bệnh cho cây, cụ thể như sau. Sử dụng các giống có tính kháng hoặc chống chịu với bệnh thán thư. Ruộng bị bệnh nặng cần luân cạnh với cây trồng khác nhau, ngoài họ bầu, bí dưa ít nhất 1 năm. Lên luống cao, thoát nước tốt, không để ứ đọng nước lâu khi tưới tiêu, đặc biệt là trong mùa mưa. Thu thập và đốt hoặc cày sâu tất cả các tàn dư của cây trồng bị nhiễm bệnh sau khi thu hoạch, sau đó bón vôi để khử trùng. Quản lý tốt cỏ dại, hạn chế tối đa sự có mặt của cỏ dại trong ruộng trồng dưa leo. Và trước khi trồng cần tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục và hạ phế phẩm nấm Trichoderma, bón phân cân đối, tăng cường bón lân và kali, tránh bón thừa phân đạm, tránh làm tổn thương trái khi thu hoạch. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của chương trình là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai, mời bà con cùng theo dõi.